bụng mọi người. Đây. Thế nó nhìn sợ hết trường. Mày đau bụng bên nào em? Đau bụng bên này. Đau ở trong cái chỗ xương sườn ấy, ở phía lệch về phía bên phải. Chỗ đấy thì người ta bảo là chị Thiệp bảo là trước chị Thiệp bị viêm gan ấy, chị Thiệp bị đau ở chỗ đấy. Đang sợ là đi bây giờ đi bệnh viện khám lại, tại vì lần trước đi khám rồi thì người ta có bảo là bị nhiễm độc máu. Nhiễm độc máu nhưng mà giờ người kiểu nó không đỡ, mà người về uống thuốc nó không đỡ này. Nó khắp người nó như thế này luôn mọi người ạ, khắp người nó như thế này luôn. Chân luôn nhỉ. Cái nét chân chân nhìn còn kinh hơn cái tay cơ. Cái chân nó còn mảng to cơ mọi người. Trời ơi. Xem cổ nè, xem cổ. Cổ chắc không bị đâu. Ui đầy luôn đây này. Thế á? Trên mặt luôn, trên mặt bên kia bị không? Bên mặt bên này bị không? Nó vừa lan lên mặt mọi người đây này, nó lan lên hết cả mặt rồi. Sợ quá. Thằng Long có bị làm sao không? Long không. Long mệt tất cả đêm trong Hà. Cổ ghê, về đang đi viện mời. Về đang đi viện. Chưa ăn một cái gì cả. Chưa ai ăn một cái gì cả. Đi khám xem, nếu mà không đấy thì ở viện luôn đi. Nó là ở một tuần ý. Cứ ở xem như nào bây giờ. Em không thích ở viện đâu. Bây giờ nặng quá thì chả phải ở à. Về xong lại tái lại thế. Không đỡ tí nào. Hôm nào đi viện lúc đấy nó người có ngứa này không? Có. Hôm nào đi viện à đâu? Hôm nào đi viện người không? Nó không ngứa này á? Nó không bị đổi như này. Yeah. Hôm đi viện nó chỉ mới đau ở đây thôi. Yeah. Xong sau cái hôm đi viện để về phát nó lên cái này. Cả người luôn. Cả người luôn mà. Nó ngứa lắm á. Ngứa chứ. Ngứa vai trưởng luôn mọi người. Bây giờ đến viện thì mình quay cho mọi người xem nhá. Mình mà đang đi đến trên đường thôi. Nếu mà không được thì cho ở viện một tuần xem mà như nào. Chứ bây giờ về mà cũng không giải quyết được gì mà người lại còn nặng thêm. Mẹ đi bệnh viện Hồng Ngọc à? Gì anh Vương nhỉ? Số em là số em vừa gọi xe à? Đây sạc. Là số em gọi đúng không? Vâng. Tí sáng khác gọi anh nhé, anh ngồi ngoài anh chờ cho nhé. Hoang mang quá mọi người ơi. Chị đẩy vào trong luôn đi chị ơi. Đi vào bên trong này đăng ký đi. Suýt nữa là cái chị kia cầm cái tiêm vào con hàng. May nhầm người. May mà nhầm người. May mà lúc đấy nhá. Lúc đấy kiểu linh cảm giác quan thứ 6 của em ấy. Bảo em là đau vẫn chịu được, không cần phải tiêm. Thế em mới bảo là thôi chị ơi không tiêm. Đấy. Tự nhiên chị ấy cầm cái tiêm ra đây này, lấy tiêm cho cổ đấy, không tự nhiên bảo là tiêm cho hả? Xong rồi. Em nói không quay video. Ok mọi người nhé. Không được quay video à?
Vẫn chưa được về mọi người ạ. Hà đang truy hôm ở trong, vừa lấy máu xong lại vào khám tim, xong là đang siêu âm thì bác sĩ có chuẩn đoán là kiểu như là kiểu bị nhiễm độc ở trong gan mọi người. Đang ở trong phòng này. Chúc mừng thí sinh ngày hôm nay đã trúng giải độc đắc, tên là Lương Ngọc Hà. Xin chào. Đây là phần quà của em nhé. Đây là hồ sơ bệnh án. Bệnh nhân. Bệnh án. Mời xem qua đi. Quà đây là một hộp thuốc có hình quả gan. Còn thuốc về gan thôi. Một đống thuốc. Chiếc cúp vàng. Rằng thì mà là vui lắm em ơi. Lòng anh xuống sang. Về thôi. Cuối cùng là do là hiện tại là gan Ngân Hà đang to hơn người bình thường một tí mọi người ạ. Kiểu to gan ấy. Bình sản. To gan. Kiểu người ta kiểu gan nhỏ nhưng mà mình phải to gan lên, to hơn người bình thường. Và có thể hút tót mọi người. Hút tót nhiều trong này. Kiểu là không ăn uống đầy đủ, thức đêm mất kiểu. Giờ là kiểu bác sĩ chuẩn đoán là bị sưng gan rồi ạ. Sưng gan. Đừng có hút cái pot nữa. Đưa pot đây. Này. Đưa đây. Hút luôn. Xe đến rồi nhá. Xe chưa? Như đây rồi. Đấy thì bây giờ là về là phải uống thuốc đầy đủ để không bị ngứa nữa mọi người, tại vì là do là bị nhiễm độc gan với cả là bị sưng gan, bị viêm gan ấy mọi người. Còn đau bụng không? Bị quặn ở đây này. Đi ăn luôn đi. Em mua đồ về nhà đi, rét lắm. Em rét lắm. Em xem mọi người nhé. Lạnh đến mức phải bật lò sưởi ấy mọi người. Không biết sao lạnh vãi hò. Nhưng mà là kiểu là sắp hẹo rồi. Ở nhà mà nóng mà. Lạnh thun bướm rồi. Thun bướm không? Thun bướm nha. Bướm cập. Con này nó chả nét gì nhỉ? Đây, nét à? Không, cam này nó không nét bằng cam 14. Nét rồi. 14 hay nỗi cực. Thế á? Ừ. Đây là bụng chưa? Đỡ hơn chưa? Thiếu không? Thừa. Dùng thuốc vào là ngủ. Mà nó không hết ngứa thì lại dậy uống thuốc của mẹ Biên à? Thì dám mày. Chị nhờ chị Tiệp xuống dưới quán 24 giờ mua cho em cái chai như này to đùng. Cỡ to. To quá. Hết rồi á? Cả hai chai hết. Uống cái này bổ sung cho ít đường. Phải muốn uống dừa cơ. Đây, uống cả quả dừa ấy. Uống với quả dừa cơ. Như là kia có túi quả dừa đúng không? Uống cái này nó pha loãng rồi. Nhưng mà mua thêm cả cái này nữa. Kiểu đêm mình lười chặt đây. Ăn đi. Ăn hết cái bát ở đây. Chả mình ăn gì. Cố ăn đi em rồi còn uống thuốc. Ăn rồi để mình ăn có gì cũng một uống thuốc mình ăn đỡ chứ. Mà cái này nhìn nó như kiểu gấu trúc ấy nè. Ngon hết rồi kìa. Chán đi em. Ngon
người không nhỉ? Ấm người á. Ấm chưa? Ấm hơn mình nóng hết cả người. Đỡ hơn. Mình đến đây tuôn. Nhưng mà thật ngoài đi ngoài hành lang này gió kìa. Không luôn. Vừa đây em run cầm cập mà. Và bước ra khỏi thì em sẽ taxi để xuống sảnh phát. Ui. Răng à? Ăn xong rồi uống thuốc này. Bao lâu thuốc chị ơi, nhanh còn ăn em đi. Không ăn được nữa rồi. Để ba bên thuốc à? Thuốc á. Ừ, nó bảo chị ơi, nhanh còn ăn em đi chứ. Đúng rồi. Không ăn được nữa. Ăn thêm một tí nữa. Đó. Rồi còn nguyên si. Cố đi ăn một tí thôi cho ấm bụng. Còn ngày chưa ăn gì à? Chưa. Đấy, còn ngày chưa thì làm sao mà uống thuốc thì nó cao luôn đấy. Nhưng mà đau quá chả muốn. Cố đi. Ăn cái bún, cái phở ấy. Hay là còn uống thuốc.